Thưa quý vị, năm 2023, thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Các thị trường dành cho lao động phổ thông, thị trường dành cho lao động có tay nghề đều rộng mở. Đáp ứng nhu cầu này, các chương trình lao động chuyển đổi đang được nhiều doanh nghiệp thực hiện nhằm mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam được làm việc tại các quốc gia hàng đầu châu Âu với mức thu nhập hấp dẫn và chế độ đãi ngộ đảm bảo. Vừa qua, tại các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh, công ty NB Việt Nam Consulting, doanh nghiệp về tư vấn tuyển dụng lao động của Đức, đã trực tiếp về hai địa phương của Việt Nam để tư vấn các chương trình lao động chuyển đổi tại thị trường Đức. Các công việc được tư vấn bao gồm nhân viên nhà hàng, khách sạn, đầu bếp, rất phù hợp cho lao động người Việt Nam. Lao động Việt Nam được đánh giá là có tính cần cù, chăm chỉ và sự khéo léo, được người sử dụng lao động ưa chuộng. Vì thế, với các chương trình chuyển đổi lao động sẽ là cơ hội để lao động đi làm việc tại các thị trường an toàn, có thu nhập cao, đảm bảo phúc lợi tốt cho người lao động. Đặc biệt với biên độ từ 18 đến 43 tuổi và cơ hội định cư cho cả gia đình tại thị trường nước ngoài, đây là điểm mạnh của chương trình lao động nghề tại Đức. Việt Nam vốn nổi tiếng với nguồn dân số vàng, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao, lành nghề, phù hợp với tiêu chí lao động tại thị trường nước ngoài. Với những thuận lợi này, cũng là điều kiện để các địa phương phát triển được kinh tế nhờ nguồn lực từ lao động có tay nghề, cũng như lao động được tiếp cận với các quốc gia tiên tiến trên thế giới.